chào mọi người. Trên tay của Hải đó là một con đích tông hàng nội địa Trung Quốc. Thì đây là một dòng của máy mài pin thế hệ mới nha. Thì trong hộp này Hải sẽ review cho anh em xem trong hộp của một con máy này sẽ có gì. Đây là mã AG2140S, đây là hướng dẫn sử dụng. Thì khi anh em mua máy, anh em sẽ được đâu rồi cho anh xem đây. Mình sẽ được hai cục pin. Hai cục pin của nó là 21V max và 4 ampere giờ, khá là nặng, cục này tương đương cỡ 8 lạng. Thì đi kèm với nó là một cục sạc chính hãng cho anh em mình luôn. Đây, hôm nay Hải sẽ test luôn thực tế cho mọi người xem. Ép luôn nha, Hải đang ép luôn. Hơi bị láng, đây là chưa ép, nó hơi bị gồ ghề. Đây là những cái kết quả của con máy mài này mang lại cho anh em mình. Giá là 2.650.000, không quá mắc, cũng không, chất lượng cũng ok à. Sao sao